Hi everyone, welcome back to my channel Real English, tiếng Anh thực. And this is me, Mr. Jack. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với chuỗi video 5 từ mới mỗi ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học 5 động từ cộng với giới từ for. Và từ đầu tiên của chúng ta đó là từ account for. Account for có nghĩa là giải thích. Vậy nó sẽ bằng từ explain. Một ví dụ cho các bạn. His determination explains for his success. Sự quyết tâm của anh ấy thì giải thích cho sự thành công của anh ấy. Và cụm số 2 của chúng ta. Admire somebody for something. Cụm này có nghĩa là ngưỡng mộ ai vì điều gì đó. Ngưỡng mộ ai vì điều gì đó. For example, I really admire him for his hard work and his persistence. Tôi thực sự ngưỡng mộ anh ấy vì sự làm việc chăm chỉ của anh ấy và sự kiên trì của anh ấy. Cụm số 3 của chúng ta đó là allow for. Cụm này có nghĩa là consider, cân nhắc một vấn đề gì đó. Consider, cân nhắc một vấn đề gì đó. For example, we should allow for misunderstandings from our new employees. Chúng ta nên xem xét cân nhắc cái sự hiểu nhầm từ những người nhân viên mới. Number 4. Câu số 4 của chúng ta đó là apologize for. Cụm này có nghĩa là xin lỗi vì điều gì đó. Xin lỗi vì điều gì đó. For example, I really apologize for my mistakes. Tôi rất xin lỗi về những cái lỗi lầm của tôi. Và cụm số 5 của chúng ta. Ask for. Ask for something. Và hỏi ai, xin ai, cái gì đó. For example, every time I eat in my favorite pizza restaurant, I always ask for extra sauce. Mỗi khi tôi ăn pizza ở cái quán yêu thích của tôi thì tôi luôn luôn hỏi xin thêm sốt. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại 5 cụm từ với giới từ for mà chúng ta đã học trong bài ngày hôm nay. Cụm số 1, account for, nghĩa là giải thích. Số 2, admire somebody for something. Nghĩa là ngưỡng mộ ai vì điều gì đó. Số 3, allow for bằng consider, cân nhắc, xem xét. Number 4, apologize for something, nghĩa là xin lỗi vì điều gì đó. Và cụm số 5 của chúng ta, ask for something, hỏi xin một cái điều gì đó. Và với 5 cụm này, các bạn hãy comment những cái câu ví dụ của mình ở bên dưới. Nếu có thời gian thì thầy sẽ sửa cho các bạn nha. Thank you so much for your attention today. See you in the next video.